meine Lieben. Na, wie geht's euch? Schön, dass ihr mal früh einschaltet. Xin chào các bạn. Như đã giới thiệu các bạn trong bài học trước, thì lần này mình xin được gửi tới các bạn bài học đầu tiên trong chuỗi những bài học về giao tiếp cơ bản trong cuộc sống hàng ngày dành cho những người mới sang Đức. Khi đặt chân tới một đất nước thì nơi đầu tiên mà chúng ta ai cũng sẽ phải bước qua trước tiên đó chính là sân bay, phố đất. Bởi vậy nên chủ đề đầu tiên của chúng ta sẽ là Am Flughafen. Am Flughafen, ở sân bay. Ở Đức có hai sân bay lớn nhất, đó là sân bay Frankfurt và sân bay München, hay mọi người còn biết tới là Munich Airport. Có những nơi quan trọng ở sân bay mà các bạn cần biết, đó là Auskunft oder Information, quầy thông tin, Anschlussflüge, nơi chuyển tiếp máy bay, Passkontrolle, cửa kiểm tra hộ chiếu, Zoll, cửa hải quan, Autovermietung, nơi cho thuê xe ô tô, Bahnhof, bến tàu, Busbahnhof, bến xe buýt. Ở các sân bay của Đức thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp. Và nếu như các bạn không thể sử dụng tiếng Anh thì các bạn cũng có thể lưu ý một vài những cái mẫu câu giao tiếp đơn giản sau đây. Ở cửa kiểm tra hộ chiếu thì nhân viên an ninh có thể hỏi bạn một vài những thông tin cá nhân. Darf ich Ihren Pass sehen? Darf ich Ihren Pass sehen? Darf ich Ihren Pass sehen? Von wo reisen Sie ein? Von wo reisen Sie ein? Von wo reisen Sie ein? Von Vietnam. Von Vietnam. Was ist der Grund Ihrer Einreise? Was ist der Grund Ihrer Einreise? Was ist der Grund Ihrer Einreise? Ich bin auf Urlaub. Ich bin auf Urlaub. Ich bin auf Urlaub. Ich bin auf Geschäftsreise. Ich bin auf Geschäftsreise. Ich bin auf Geschäftsreise. Ich besuche Verwandte. Ich besuche Verwandte. Ich besuche Verwandte. Đối với những bạn sang du học thì chắc là sẽ không bị hỏi câu này bởi vì mục đích của chuyến đi đã được ghi rõ trên visa rồi. Còn nếu không thì các bạn có thể nói Ich werde in Deutschland studieren. Ich werde in Deutschland studieren. Ich werde in Deutschland studieren. Wie lange werden Sie sich im Lande aufhalten? Wie lange werden Sie sich im Lande aufhalten? Wie lange werden Sie sich im Lande aufhalten? 5 Tage. 5 Tage. Eine Woche. Eine Woche. 2 Wochen. 2 Wochen. Ein Monat. Ein Monat. 2 Monate. 2 Monate. Wo werden Sie übernachten? Wo werden Sie übernachten? Wo werden Sie übernachten? Im Hotel. Im Hotel. Bei meinen Verwandten. Bei meinen Verwandten. Was ist das Abreisedatum? Was ist das Abreisedatum? Was ist das Abreisedatum? Am 10. August. Am 10. August. Sau khi lấy hành lý thì các bạn còn cần phải đi qua cửa hải quan Zoll để ra đến bên ngoài.
Ở đây thì đôi khi cũng có một số những vấn đề phát sinh. Có một vài những câu giao tiếp căn bản mà các bạn cần biết, đó là Würden Sie bitte Ihre Tasche aufmachen? Würden Sie bitte Ihre Tasche aufmachen? Würden Sie bitte Ihre Tasche aufmachen? Diese Waren sind zollpflichtig. Diese Waren sind zollpflichtig. Diese Waren sind zollpflichtig. Diese Waren dürfen Sie nicht einführen. Diese Waren dürfen Sie nicht einführen. Diese Waren dürfen Sie nicht einführen. Còn những thứ thực phẩm bị cấm mang vào nước Đức thường là thịt, những sản phẩm từ thịt hoặc là những sản phẩm từ sữa. Từ sân bay thì có rất là nhiều phương tiện các bạn có thể lựa chọn để di chuyển vào trung tâm thành phố. Ví dụ như là taxi, oder Bus, oder Bahn. Entschuldigung, wo befindet sich der Fahrkartenschalter? Entschuldigung, wo befindet sich der Fahrkartenschalter? Entschuldigung, wo befindet sich der Fahrkartenschalter? Entschuldigung, wo befinden sich die Fahrkartenautomaten? Entschuldigung, wo befinden sich die Fahrkartenautomaten? Entschuldigung, wo befinden sich die Fahrkartenautomaten? Was kostet eine einfache Fahrt nach Bonn? Was kostet eine einfache Fahrt nach Bonn? Was kostet eine einfache Fahrt nach Bonn? Ở Đức có một số những hãng xe buýt đường dài di chuyển từ sân bay đi những cái thành phố lớn với chi phí rất tiết kiệm. Và hầu hết là trên những cái chuyến xe này đều có wifi miễn phí, có ổ cắm điện và có WC nên rất là thuận tiện. Các bạn có thể mua vé trước trên website của hãng hoặc là mua trực tiếp tại xe với giá cao hơn một chút. Trang web của những hãng xe này thì các bạn có thể tìm thấy ở phần hộp thông tin miêu tả ngay dưới video. Hy vọng là video này đã mang tới cho các bạn những thông tin hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau. Tschüss, bis bald!